và hòa tấu này mang đậm chất châu Á và âm hưởng của nước Nhật Bản và China. Mặc dù vậy nhưng người viết bài bản hòa tấu này lại là người Mỹ. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hòa tấu này. Okay, ca sĩ. Đi rồi.